Thật bất ngờ khi giữa những màu sắc hiện đại, trẻ trung tươi mới ở thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, vẫn còn một khu dân cư tên gọi khu Mít, hay người dân vẫn thường gọi là xóm Mít. Thấp thoáng những hình ảnh những ngôi nhà sàn với một sắc nâu trầm gợi nhiều hoài niệm. Tới thăm ngôi nhà sàn truyền thống của một gia đình người Mường đã hàng trăm năm tuổi ở xóm Mít vào một sáng ngày hạ sau những ngày mưa, thấy bình yên đến lạ. Nếp nhà sàn hàng trăm năm tuổi, mái lá cọ đặc trưng của miền Trung Du này là của một gia đình có công với cách mạng khi đã từng nuôi 6 cán bộ những năm kháng chiến. Hiện nay, gia đình vẫn đang cùng chung sống 3 thế hệ. Hầu hết đi công tác, theo nghề dạy học, nhưng gia đình nhỏ trong ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi này, nếp nghĩ, cách sống hồn hậu, chân thật, mến khách, cùng với những nét văn hóa của đồng bào Mường vẫn được gìn giữ. Những người phụ nữ trong nhà đã mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Mường cùng với một nữ nhà thơ trong đoàn. Sau ngày mưa, có nắng nên ở khoảng sân nhà, mọi người mang chiếc quạt hòm hay còn gọi quạt lúa bằng gỗ giữ được từ thời cha ông để lại ra quạt thóc. Nhìn chiếc quạt lúa mộc mạc đơn sơ hoạt động để những hạt thóc qua xử lý hạt trắng ngần thơm thảo mới hiểu được cái tần tảo, sáng tạo của những người nông dân Việt Nam xưa. Dưng dưng một cảm giác bâng khuâng. Những thúng ngô vàng và đỏ au cũng được mang ra phơi và tẽ hạt cùng với những câu chuyện về mùa vụ, về cuộc sống. Những ánh mắt nụ cười bừng lên chẳng còn khoảng cách giữa chủ và khách, và bên cạnh là đứa trẻ mắt tròn, ngây thơ như đang khám phá thế giới bên những người thân yêu nhất. Ngồi ở bậc thang nhà sàn, cậu con trai của nữ nhà thơ thích thú chơi với chú mèo rồi say sưa vẽ. Đây có lẽ là trải nghiệm, kỷ niệm thú vị lần đầu tiên mang nhiều dấu ấn của cậu bé. Bên bếp lửa truyền thống, với những món vật dụng xưa cũ in dấu thời gian, câu chuyện tiếp tục được kể về một nếp nhà cùng với những nét văn hóa Mường gắn với hình ảnh bao đời nay của những ngôi nhà sàn. Bên ngôi nhà sàn một sáng hạ, chỉ là một buổi sáng thôi, sao bỗng thấy thân thuộc và bình yên đến lạ. Những khoảnh khắc ấy đáng trân quý biết bao. Trân quý và cảm thấy yêu những gì đã có của quá khứ và hiện tại, cũng như yêu cuộc đời nhiều hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.